À, xin chào các bạn, xin chào quý bà con nhé. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn và quý bà con cái cách để chúng ta thiết kế những cái khung cho bức tranh 3D của chúng ta. Vì không phải lúc nào chúng ta cũng có ôm tường để dán tranh. Đó. Thì đầu tiên là quan trọng nhất đấy chính là vấn đề về thiết kế theo phong thủy. Đấy, đây là một cái bức tranh cho người mệnh hỏa. Thì chúng ta nên chọn cái màu khung để nó tam sinh. Tam sinh của hỏa là xanh, đỏ, vàng đúng không? Bức tranh có nhiều màu xanh và màu đỏ thì chúng ta sẽ chọn thiết kế khung có màu vàng như thế này. Đấy. Thì còn đây là cái thiết kế khung cho một cái gia chủ có mệnh thủy. Màu vàng kim này là màu của thủy. Thế nhưng mà chúng ta lưu ý là chúng ta không nên để cái khung của thủy nó trơn quá. Thì chúng ta làm hoa văn ở bốn góc như thế này thì nó sẽ mềm mại hơn, nó sẽ nghệ thuật hơn và nó đẹp hơn. Đấy. Màu của thủy thì chúng ta cũng có thể chọn cái thiết kế sau đây. À, cái viền ngoài sẫm, màu đặc trưng của thủy là sẫm mà. Thế nhưng mà màu này nó không phải là chuẩn lắm, nhưng nó làm nền cho cái rèm màu trắng bên trong ấy. Chúng tôi để cái phần màu trắng bên trong lớn ấy, là cái màu trắng là màu cực kỳ thuận của thủy, cực kỳ nhuận của thủy nhá. Cho nên là chúng ta dùng cái khung này cho một gia chủ mệnh thủy rất là đẹp nhá, khá là chuẩn. Nhiều khi chúng ta gặp phải những cái lỗi thiết kế như thế này. Đây là một bức tranh mã đáo cho người mệnh thổ. Thế nhưng mà cái chữ và cái khung nó bị sai màu. Màu đen của chữ và khung ở đây là màu của thủy. Thế mà chúng ta lại chọn thiết kế cho một cái bức tranh này là một bức tranh có thể dành cho hỏa hoặc là thổ. Đấy. Thiết kế chuẩn của nó phải là như thế này. Đây là tôi xóa hết chữ đi rồi. Và khung là chúng ta để cái màu đỏ 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 đậm như này. Đấy, một cái màu cực kỳ nhuận cho mệnh thổ nhá. Mệnh hỏa cũng được. Trong nhà có thổ có hỏa xài cái bức như này được nhá. Chữ thì chúng ta nên làm chữ đỏ. Hoặc là chúng ta bỏ chữ đi như này nhé. Khổ 1 m x 2 m như này thì cũng khá là đủ để chúng ta dán vào một cái phòng khách có sofa. Nếu mà đồ gỗ lớn hơn thì chúng ta có thể làm cái bức tranh lớn hơn một chút cũng được, không cần quá lớn. Đây cũng là một bức tranh cho người mệnh hỏa, như là thiên tượng hỏa. Thì khi mà chúng ta nghiên cứu cứu sâu về phong thủy đấy thì có những cái mệnh nó hơi đặc biệt, chẳng hạn như cái mệnh thiên tượng hỏa đấy là lửa của mặt trăng mặt trời, của các vị tinh tú trên trời, cho nên là nó không 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 phải kỵ nước nhé. Sau sau về vấn đề phong thủy đấy thì tranh thiên nhiên là cái dòng tranh mà hay được đóng khung nhất. Thì những cái bức tranh thiên nhiên thì thường để trong phòng ngủ, trong phòng ăn hoặc là ở các cái vị trí như là cầu thang chẳng hạn. Những cái cầu thang người ta làm trống suốt từ 1, 2, 3 tầng ấy thì có thể làm những cái bức tranh có kích thước như này, 1,5 m nhân 2 m như này thì rất là đẹp. Và cái khung này là chúng tôi làm rất là thành công. Các bạn nên chọn một cái mẫu khung nó tương tự về màu sắc hoa văn như này để chúng ta làm những cái bức tranh cho cầu thang hoặc là phòng ngủ hoặc là phòng ăn rất là đẹp nhé. Chúng tôi làm rất là uy tín cho nên không giới thiệu thêm cái mẫu khác nữa. Đấy, là làm một cái mẫu khung kiểu như vậy rất là đẹp. Thứ ba đây là cái dòng tranh khổ lớn. Đây là những bức tranh khổ khá lớn nhé, cho tường trống ấy. Chúng ta có những bức tường trống thường là khá là lớn, thì những cái bức tranh có cái không gian lớn như này và cái nội dung nội hàm lớn như này thì chúng ta làm những bức tranh quê hương đất nước như này thì cái tông khung ấy thì tóm lại là nó nên trầm xuống đó. Cái khung chúng ta nên để trầm xuống thì nó sẽ làm cho hình ảnh quê hương đất nước của chúng ta nó nổi lên, những cái hình ảnh trong tranh nó nổi lên. Bởi vì là tranh quê hương thì dẫu sao đấy thì cái vẻ gọi là gần gũi, cái vẻ thân thương của nó vẫn là cái quan trọng nhất và nó mộc mạc, cho nên là chúng tôi không chọn những cái thiết kế mà nó rườm rà hoặc là nó hoa mỹ quá. Tiếp đến là cái dòng tranh này là dùng khá nhiều trong phòng ngủ, là cái tranh cái khung phong cách châu Âu như này. Thì đặc trưng của nó đấy là cái khung thiết kế khá là lớn, bề dày khung ấy thường là từ 10 cho đến 12 cm và cái kích thước tranh ấy thường là nhỏ từ 1 m đến 1,5 m thôi. Vuông đấy, 1 m trên 1,5 m vuông thôi. Thì chúng tôi chủ yếu làm trong nhà nghỉ, khách sạn, trong phòng ngủ ấy thì làm những bức tranh như vậy. Cái khung này là đến 12 rồi. Đấy. Thì hôm nay chúng tôi đã bật mí chia sẻ một số kinh nghiệm để thiết kế khung tranh nha. Khung đây là khung khung thiết kế thôi. Bức tranh chúng ta vẫn là bức tranh dán tường nhé. Để các bạn xử lý những bức tường trống ở trong nhà, hy vọng sẽ giúp các bạn cải thiện cái không gian trong nhà mình nhé. Xin chào.